Ở góc độ cơ quan soạn thảo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng tăng tuổi hưu 62 với nam và 60 với nữ là việc không thể không thực hiện khi dân số Việt Nam đang có xu hướng già hóa nhanh, thiếu hụt lao động trong tương lai không xa. Tuy nhiên, phần lớn người lao động trực tiếp khi được hỏi cho biết họ không muốn tăng tuổi nghỉ hưu như đề xuất. Do đặc thù công việc phải đứng nhiều, môi trường làm việc nóng, ồn và bụi. Hơn nữa, nhiều mối nguy như trơn trượt, đi lại. Anh Duy và nhiều đồng nghiệp cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu là không nên vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ nhất là về cái thời gian làm việc là theo ca kíp, vấn đề đồng hồ sinh học là thay đổi liên tục. Hay là công việc thì luôn làm việc ở trong cái môi trường nhiều mối nguy. Nếu mà để tăng cái tuổi lao động lên 62 thì theo như cá nhân tôi ấy, thì là xem xét đặc thù của từng công việc và từng vị trí. Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hơn 90% người lao động trong các khu công nghiệp, lao động phổ thông không đồng tình với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu. Để đạt tuổi nghỉ hưu như quy định hiện hành đã là khó, bởi thực tế, tuổi nghỉ hưu bình quân của Việt Nam là hơn 54 tuổi. Trên thực tế, thời gian qua, hàng loạt lao động bị sa thải ở tuổi ngoài 35 với lý do sức khỏe không đáp ứng yêu cầu công việc. Với cá nhân tôi và thậm chí là anh em nhìn nhận chung ấy, thì là với cái tuổi 62 là quá cao đối với người lao động của ngành điện của chúng tôi, bởi vì là như này, khi người lao động mà tuổi cao thì là con người nói chung thôi thì là cái tim mạch rồi là tất cả những cái bệnh huyết áp tim mạch là nguy cơ lên làm việc trên cao, mà ngành điện thì thường xuyên phải làm việc trên cao. Ví dụ sức khỏe của mình có thể là quyết định được cho mình xin nghỉ trước chẳng hạn, thì cái đấy thì mình bản thân tôi rất mong muốn được điều như để tự mình quyết định được cái công việc. Cái đối tượng chúng tôi thấy là cái đối tượng thì công nhân trực tiếp ở các cái doanh nghiệp, ở các cái khu công nghiệp, khu chế xuất. Bây giờ họ quy định cái tuổi của nghỉ hưu là tuổi 55 đối với nữ, 60 về nam, nhưng mà hầu hết là không ai nghỉ hưu được cái tuổi ở đây. Thế bây giờ mình nâng tuổi này mà không có cái cơ chế xử lý giải quyết cho cái đối tượng mà công nhân lao động trực tiếp ở trong các cái nhà máy, xí nghiệp, trong các cái khu công nghiệp, khu chế xuất thì chúng tôi rất là băn khoăn cái chỗ này. Bộ luật lao động sửa đổi điều chỉnh quan hệ lao động, trong đó người lao động phải là chủ thể quan trọng. Do đó, cần phải tiếp thu ý kiến xác đáng, mang hơi thở cuộc sống của chính những người lao động.